Dạ, kính thưa ban chủ tọa và đặc biệt là thưa các bạn đồng nghiệp. Cái phần trình bày của tôi sẽ nói về cái căn cứ eosinophil để ngưng ICS bằng chứng và ứng dụng trong lâm sàng. Có lẽ là tôi sẽ cố gắng để giải quyết một cái vấn đề tương đối rất là quan trọng và chúng ta cũng rất là thắc mắc. Đó là mình sẽ sử dụng cái eosinophil trong máu như thế nào để khởi động một cái điều trị có ICS và đặc biệt là mình khi nào thì mình có thể mình rút ICS ra khỏi trong cái điều trị vốn đang có cái ICS ở bệnh nhân bị SUBD. Phần trình bày của tôi thì sẽ gồm có 4 phần. Thứ nhất sẽ nói về cái lý do để mà chúng ta phải ngưng ICS. Thứ hai là cái vai trò của eosin trong máu trong cái bệnh nhân bị SUBD. Và chúng ta sẽ thứ ba đó là căn cứ vào eosinophil trong máu để ngưng ICS như thế nào. Và thứ tư là phần kết luận về cái lý do để ngưng cái ICS. Thì chúng ta biết rằng là trước kia, kể từ Gold năm 2016 trở về trước, thì cái ICS-LABA nó vẫn là một cái combo được xem như là nền tảng để quản lý điều trị các cái trường hợp SUBD nặng, nhóm C, nhóm D. Nhưng mà từ Gold năm 2017 trở đi thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ là một cái việc mà chúng ta sử dụng ICS-LABA để quản lý thường chỉ xảy ra trong một nhóm những bệnh nhân có những cái kiểu hình phù hợp để mà chúng ta điều trị trong SUBD nhóm D mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế thì vì những cái lý do nhất định, có thể là do thiếu thuốc, có thể là do cái đặc điểm của những bệnh nhân, chúng ta thấy rằng là những bệnh nhân SUBD của chúng ta được cho ICS-LABA rất là nhiều. Và các cái nghiên cứu của các cái nước khác, kể cả Mỹ, ví dụ ở Mỹ, ở Taiwan, ở Đài Loan, cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sử dụng ICS-LABA rất là nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng ICS và lâu dài như thế thì nó đưa ra rất là nhiều những cái biến chứng. Do đó, về Gold 2000, từ Gold 2017 trở đi, người ta đã khuyến cáo chúng ta có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ cân nhắc để mà ngưng cái ICS. Tại vì chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp rõ ràng rằng là ICS, chúng ta, Gold khuyên chúng ta là nên ngưng cái ICS trong những cái trường hợp mà việc điều trị ban đầu của chúng ta là nó không phù hợp hoặc là bệnh nhân đáp ứng không có hoàn toàn với cái combo điều trị có ICS. Và đặc biệt là khi mà sử dụng ICS lâu dài để điều trị cho những bệnh nhân SUBD như vậy thì có rất là nhiều những cái tác dụng phụ, đặc biệt là tác dụng phụ viêm phổi. Ngoài ra thì khi mà chúng ta sử dụng các cái combo mà có ICS thì rõ ràng chi phí nó sẽ gia tăng lên. Và hiện nay thì chúng ta chưa có một cái dụng cụ trong đó có đủ 3 thuốc ICS-LABA-LAMA trong cùng một dụng cụ. Do đó khi mà muốn sử dụng ICS-LABA cộng với LAMA thì lúc đó chúng ta phải sử dụng 2 dụng cụ. Nó rất là rườm rà và nó phức tạp. Từ đó nó giảm đi cái sự tuân thủ của người bệnh. Thì chúng ta cũng biết rằng là Gold, cái này thì các bác sĩ mình cũng đã biết rất là nhiều, rằng là Gold người ta cũng khuyến cáo rằng là trong những cái trường hợp sau đây thì trong cái việc điều trị của chúng ta thì không nên sử dụng ICS. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng viêm phổi lặp đi lặp lại, hoặc là có những cái bệnh về cấu trúc, ví dụ như là sơ phổi hoặc là giãn phế quản. Cái thứ hai là khi eosinophil trong máu nó dưới 100 con trong 1 mm khối. Và cái thứ ba, nếu bệnh nhân có tiền cận lao. Đây, cái nhóm thứ ba này đặc điểm thì ở Việt Nam mình rất là nhiều, các bạn đều biết hết rồi. Và khi mà chúng ta sử dụng cái ICS thì nguồn cơn của cái chuyện tại sao Gold năm 2017 người ta switch off ra một cái cách điều trị mà trong đó rất là hạn chế cái việc sử dụng ICS trong điều trị, quản lý điều trị những cái SUBD nặng. Một trong những lý do đó là nó gây ra biến chứng rất là nhiều. Và một trong những cái biến chứng nặng nề của nó đó là chính là tình trạng viêm phổi. Nó gây ra cái viêm phổi chính vì cái sử dụng ICS đó. Và cái viêm phổi này nó có thể xảy ra với nhiều loại ICS, kể cả fluticasone cũng bị nhiều nhất. Sau đó budesonide cũng bị, beclomethasone cũng có thể gây ra cái tình trạng viêm phổi. Ngoài cái, và người ta thấy rằng là liên quan với tình trạng viêm phổi, khi mà phân tích dưới nhóm trong một số những nghiên cứu có sử dụng ICS-LABA để quản lý cho những cái bệnh nhân SUBD nặng đó, thì liên quan tới viêm phổi thì nó liên quan tới gia tăng cái tỷ lệ tử vong của người bệnh. Thì đó chính là cái tác dụng phụ nghiêm trọng của cái việc sử dụng ICS để điều trị cho những cái bệnh nhân bị SUBD và sử dụng ICS lâu dài. Ngoài cái tác dụng phụ là viêm phổi, nó còn gây ra một loạt những cái tác dụng phụ nghiêm trọng khác mà chúng ta cũng cần phải để ý. Đó là nó làm gia tăng nguy cơ bệnh nhân bị mắc
cái lao, đặc biệt là trên những bệnh nhân tiền căn lao thì nó có thể kích hoạt làm cho bệnh nhân bị tái cái lao đó trở lại, hoặc là nó làm khởi phát cái đái tháo đường tốt nhanh hơn, hoặc là nó làm cái thêm cái tình trạng loãng xương của bệnh nhân nặng hơn. Phần thứ hai tôi sẽ xin trình bày về cái vai trò của eosinophil trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta đã kể từ trước khi mà có sự biến đổi của Gold năm 2017, trước đó một thập niên chúng ta đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu, những cái nghiên cứu RCT meta-analysis về cái vai trò của eosinophil, các cái nghiên cứu của Bafaden, của Basco vân vân, của rất là nhiều người thì đều chứng minh rằng là có một cái kiểu hình của bệnh nhân SUBD mà ở đó chúng ta nếu có bệnh nhân được sử dụng bằng ICS thì nó sẽ có lợi. Và những cái nghiên cứu sau này thì người ta đã tìm ra được một cái điểm cắt để cho thấy những cái kiểu hình đó mà có sử dụng ICS thì nó có lợi. Đó là khi eosin trong máu trên 300 con trên mm khối hoặc là trên 4%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có eosin trong máu cao đó, thì những cái nhóm bệnh nhân này thì thường thì người ta sẽ phải sử dụng cái kháng sinh cũng như là cái corticosteroid nhiều hơn. Nhưng mà thật ra nhìn lại thì nhóm những cái bệnh nhân mà không có cái eosin trong máu cao thì nhóm bệnh nhân này lại là những cái người mà phải nhập cấp cứu nhiều hơn, tái khám ngoại trú nhiều hơn và tỷ lệ tử vong lại cao hơn. Nó lại có một cái nghịch lý như vậy. Chúng ta đã có một loạt những cái nghiên cứu về cái vai trò của eosinophil để từ đó chứng minh được rằng là eosin trong máu bao nhiêu là nó có lợi cho việc sử dụng ICS, cũng như trong những trường hợp nào thì chúng ta có thể rút được cái ICS trong cái điều trị cho cái bệnh nhân bị SUBD. Và tổng hợp những cái nghiên cứu từ nghiên cứu Eclipse Crystal, Isoflame và một loạt các cái nghiên cứu khác đều chứng minh cho thấy rằng là có một cái kiểu hình của bệnh nhân SUBD mà ở đó nếu eosin trong máu mà nó cao trên 300 con hoặc là trên 2%, 3%, 4% thì lúc đó nó sẽ được hưởng lợi trong cái điều trị bằng eosinophil, cũng như là trong một số những cái kiểu hình của eosinophil khi mà bệnh nhân không đáp ứng hoặc là thậm chí bị tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng ICS thì lúc đó chúng ta có thể rút ICS ra mà vẫn bảo đảm cái sự an toàn trong cái vấn đề điều trị cũng như là của người bệnh. Như vậy thì trên thực tế chúng ta sẽ căn cứ vào eosinophil trong máu để ngưng ICS như thế nào. Đây là một cái phác đồ trong Gold người ta đã đưa ra và Phó Giáo sư Giáp cũng đã nói kỹ cái chuyện này. Đặc biệt của chúng ta ở đây đó là cái SUBD nhắm đi. Thì cái việc điều trị thì chúng ta có thể khởi trị bằng là một cái lama. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân bị khó thở nhiều quá thì chúng ta nên khởi trị bằng lama cộng với lama. Nhưng nếu mà người ta gợi ý rằng là nếu mà bệnh nhân có cái eosinophil trong máu trên 300 con trên mm khối thì nên khởi trị bằng ICS LABA. Sau cái khởi trị này thì bao giờ bệnh nhân cũng sẽ được điều trị và hàng tháng sẽ được tái khám và các thầy thuốc của chúng mình sẽ phải đánh giá lại cái đáp ứng của cái bệnh nhân so với cái điều trị khởi trị từ ban đầu, đặc biệt là với những cái bệnh nhân mà có được chỉ định điều trị ban đầu bằng ICS LABA cũng như các cái kỹ thuật hít của bệnh nhân. Và từ cái đáp ứng của bệnh nhân và các cái kiểu hình của bệnh nhân, và chúng ta sẽ căn cứ vào cái tình hình tái phát đợt cấp của bệnh nhân như thế nào, cái tỷ lệ eosinophil trong máu như thế nào, để chúng ta sẽ modify một cái chiến lược điều trị, trong đó vẫn tiếp tục duy trì ICS LABA hoặc là chúng ta sẽ loại trừ cái ICS LABA. Thật ra trong cái sơ đồ về cái điều trị bổ sung sau này của Gold thì chúng ta thấy rằng là chỉ trong những trường hợp này thì chúng ta mới xem xét đến cái eosin trong máu như thế nào để quyết định cái việc bệnh nhân có nên được điều trị tiếp tục điều trị bằng ICS LABA hay không. Trong quý vị chú ý trong cái cột màu vàng thì chủ yếu người ta nói đến những cái Gold đi, thì lúc đó chúng ta sẽ xem trong trường hợp mà Gold đi thì chúng ta sẽ xem là cái eosin trong máu của bệnh nhân nó như thế nào. Và nếu mà trong trường hợp mà eosin trong máu của bệnh nhân mà dưới 300 con thì gần như là Gold cũng khuyến cáo chúng ta là nên ngừng cái ICS điều trị, không cần thiết phải sử dụng ICS điều trị. Còn nếu mà eosin trên 300 con thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái ICS LABA để điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, một yếu tố khác bên cạnh cái eosin trong máu thì chúng ta sẽ xem xét đến cái tình hình đợt cấp của bệnh nhân có nhiều hay là ít. Và bên cạnh cái đợt cấp bệnh nhân có nhiều hay là ít,
nhiều thì quý vị chúng ta cũng đã biết rồi, được định nghĩa là bệnh nhân có ít nhất là 2 cơn cấp ở mức độ trung bình, không cần phải nhập viện trong năm vừa qua, hoặc ít nhất có 1 cơn cấp phải nhập viện trong năm vừa qua, được xem như là nguy cơ cao của nhiều cơn cấp, và chúng ta sẽ căn cứ vào thêm cái acid trong máu để quyết định rằng là chúng ta có nên tiếp tục sử dụng cái ICS LABA để điều trị cho bệnh nhân hay không. Trong cái ATS năm 2020, tức là trong năm hôm nay là 20 là năm nay, thì ATS người ta cũng khẳng định rất là rõ rằng là ở những cái bệnh nhân CBD đang được điều trị với bộ ba triple therapy bao gồm ICS phối hợp với LABA LAMA, thì chúng tôi đề nghị rằng ICS có thể được rút đi nếu bệnh nhân không có cơn cấp trong năm qua. Đây là một cái đúc kết hướng dẫn tương đối rõ ràng và dễ cho chúng ta thực hiện. Đây là ý kiến của ATS, IDSA, ATS năm 2020. Còn đối với ERS của Hội đồng lồng ngực châu Âu năm 2020, thì người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân SUBD nào mà có eosin trong máu mà nó cao, thì lúc đó trên 2%, trên 4%, thì bệnh nhân sẽ có lợi. Eosin trong máu trên 300 con thì nó sẽ có lợi trong cái phác đồ có sử dụng ICS. Do đó người ta đề nghị rằng là với những cái bệnh nhân nào mà SUBD nào mà có eosin trong máu trên 300 con là cái vùng màu đỏ đó, thì chúng ta khuyến cáo tiếp tục sử dụng ICS. Còn nếu mà cái eosin trong máu nó dưới 300 con thì nó chia ra làm hai trường hợp. Trong trường hợp bệnh nhân có ít nguy cơ của những cái cơn cấp thì lúc đó người ta khuyến cáo rút ICS. Còn nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có nhiều nguy cơ của những cơn cấp, thì tức là trên 2 cơn cấp trong 1 năm hoặc là có 1 cơn phải nhập viện, thì trong trường hợp này chúng ta người ta đưa ra rằng người ta nói rằng đó là bằng chứng giới hạn, cần phải thảo luận lợi ích và nguy cơ với từng bệnh nhân để chúng ta quyết định có rút ICS hay không. Và tôi nghĩ rằng là những cái hướng dẫn như thế này thì tương đối nó rõ ràng cho chúng ta trong cái thực hành lâm sàng. Đây là cái lưu đồ hạ bậc của ICS theo cái ERS năm 2020, thì quý vị cũng sẽ thấy rằng là với những cái bệnh nhân đang được điều trị với ICS thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái eosin trong máu, và tùy theo nếu mà nó trên 300 con, mà nếu đã trên 300 con rồi bất kể cái tiền sử được cấp như thế nào thì khuyến cáo là chúng ta tiếp tục sử dụng ICS. Nhưng nếu eosin trong máu mà 300 con và cái đợt cấp mà nó thường xuyên thì lúc này chưa khuyến cáo, tùy trường hợp cá thể mà bác sĩ mình sẽ quyết định. Còn nếu eosinophil mà nó dưới 300 con và nó có đợt cấp không thường xuyên thì người ta khuyến cáo chúng ta nên rút ICS ra khỏi cái điều trị của bệnh nhân bị SUBD. Có một số những cái nghiên cứu nó giúp ích cho chúng ta hiểu rõ được về cái chiến lược sử dụng ICS LABA cũng như là switch off, bỏ cái ICS để chuyển sang cái LABA LAMA để mà điều trị. Một trong những nghiên cứu đó là cái nghiên cứu Sunset. Bệnh nhân được điều trị lúc đầu bằng triple therapy tiotropium phối hợp với sametirom fluticasone. Sau đó bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm được chuyển sang điều trị bằng LABA LAMA là indacortoron và clicoberonium, và một nhóm thứ hai là tiếp tục điều trị cái triple therapy đó là qua một đợt hai, rồi sau đó chúng ta sẽ xem xét các cái tiêu chí về quản lý SUBD như thế nào. Thì cái kết quả của những cái nghiên cứu săn xét thì cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có eosin trong máu dưới 300 con chuyển đổi trực tiếp từ bộ 3 sang cái bộ 2 indacortoron clicoberonium cho thấy cải thiện hiệu quả FEV1 tương đương, và cái tỷ lệ được cấp sau cái chuyển đổi đó nó cũng tương đương giữa hai nhóm thôi, chứ khi mà mình chuyển sang LAMA cộng LAMA nó cũng không có xấu hơn. Một cái nghiên cứu thứ hai tôi xin phép được trình bày đó là nghiên cứu Đắc Co. Nghiên cứu Đắc Co là người ta so sánh giữa ba cái nhóm lúc ban đầu điều trị là LABA hoặc là LAMA. Cái nhóm thứ hai là ICS cộng với LABA, và nhóm thứ ba là triple therapy là ICS LABA cộng với LAMA. Sau cái thời gian điều trị đó thì toàn bộ những cái bệnh nhân này sẽ được chuyển qua cái nhóm được điều trị bằng giãn phế quản kép tác dụng kéo dài LABA cộng LAMA, đó là indacortoron phối hợp với clicoberonium, và chúng ta xem xét xem là cái đáp ứng của những cái bệnh nhân như thế nào. Thì cái nhóm khi khởi trị bằng ICS LABA sau đó được chuyển sang indacortoron clicoberonium thì người ta thấy rằng là sau khi mà chuyển sau 1 năm thì cái tình hình đợt cấp, xét về cái đợt cấp thì cái nhóm mà được chuyển sang LABA cộng với LAMA là indacortoron clicoberonium có cái tỷ lệ đợt cấp là tốt hơn
so với cái nhóm sử dụng bằng ACE-LABA. Còn cái nhóm mà triple therapy sau đó được chuyển thành cái LABA-LAMA, Indacaterone và Clicoberinium thì kết quả nó như thế nào? Thì người ta thấy rằng là cái đợt cấp của cái nhóm triple therapy mà khi mà chúng ta chuyển sang cái duo giãn phế quản tác dụng kéo dài kép thì là cái đợt cấp của hai cái nhóm này là như nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cho tới hôm nay thì ICS nó vẫn còn được sử dụng rộng rãi trên lâm sàng. Tuy nhiên cái việc sử dụng ICS lâu dài nó sẽ làm gia tăng rất là nhiều biến chứng, đặc biệt là cái biến chứng về viêm phổi, đái tháo đường, loãng xương cũng như lao phổi. Và eosinophil cho tới hiện nay thì nó được nhìn nhận là một yếu tố giúp cân nhắc trong điều trị SUPD, đặc biệt là các cái ICS. Và người ta cho thấy bằng chứng cho thấy rằng là có vai trò rất là hạn chế của ICS trên đối tượng là những cái bệnh nhân mà không có tăng eosinophil. Và chúng ta có thể tiến hành ngưng ICS ở những cái bệnh nhân có eosinophil trong máu dưới 300 con trong 1 mm khối là an toàn. Và các cái nghiên cứu ICT thì đều cho thấy những cái bệnh nhân mà đang điều trị bộ 3 mà có eosinophil trong máu mà dưới 300 con và dưới 2 đợt cấp thì chúng ta có thể chuyển sang điều trị bằng Indacaterone Clicoberinium, tức là giãn phế quản kép tác dụng kéo dài, mà và nó sẽ có hiệu quả tương đương. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi.